Rồi đó cô ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, trong hội thiện niệm Tâm An và trong hội thiện niệm của cô Hai Thúy ở Châu Phú hôm nay, bên Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Châu Phú tỉnh An Giang hợp tác với đội từ thiện Tâm An ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay để lên phát quà 450 phần quà cho người mù khuyết tật tại nhà số 4 đường Đỗ Thị Tâm, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Cũng nhà tài trợ của cô Hai Thí Phật giáo Hòa Hảo đây, để cô Hai Thí công khai cái số tiền của Mạnh Thường Quân, cũng Mạnh Thường Quân ủng hộ cho hội để làm cho trách nhiệm của của người Phật tử. Rồi cô ba ngồi phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nay là ngày 26 tháng 7, còn ở Châu Phú An Giang giáo Hòa Hảo đi ra tới cô ba Tâm An từ thiện. Cô bác Mạnh Thường Quân đóng góp vô đây, bây giờ số tiền này con xin công bố lên. Chị của 1 triệu, chị Út Bích 5 triệu, cô Hai Hương 5 triệu, chị Định 5 triệu, bà Năm Tê 3 triệu, bác Chính bên Úc 3 triệu, dì Ba bên Úc 5 triệu, dì Ba dì Mười dì Ba dì Chính 3 triệu, thím Ba Sự 2 triệu, chị Ba Trường 2 triệu, cô Bảy Đúng 1 triệu, cô Sáu Lít 1 triệu, cô Năm Ve 500, cô Mỹ 1 triệu, dì Qua 2 triệu, bé nè Úc Tình 1 triệu, tá chú tá 3 triệu, chị Ba Lành 6 triệu, Úc Loan 5 triệu, cô Phượng cô Phượng đâu được rồi, cô Phượng không biết mấy triệu viết rồi dạ. Tự viết không, vàng ở Malaysia 8 triệu, vàng con chị ba bác Sáu Lình 1 triệu, chị Thảo 500, cộng số tiền là 62 triệu 500, còn tiền mình mua đồ nè 500 cái mền phải không, 400 mền sau này 500 cái nữa cô ba, là 500 cái mền 9 triệu, 200 thùng mì còn khoảng con nha, 200 thùng mì 12 triệu, 2 tấn gạo 28 triệu, tiền cho xe vận chuyển 1 triệu rưỡi, tiền cho phát quà cho mấy người này, người 20 cái gì? Người 20 đi, 9 triệu. 9 triệu. Thôi kệ chứ, tôi đắp vô đi chứ giờ tiền này nó không được. Nó mới có mấy triệu cậu, có mấy triệu à. Rồi, tổng cộng là 61 triệu. 61 triệu mà tiền này đã tới 62 triệu 500. Còn dư 1 triệu rưỡi là về cho cái người đau, cái người bệnh. Mà tiền cái người mù là tiền trong túi mình đắp vô đó nha. Phụ vô tiền rồi. Là phụ tiền. Phụ vô cho ha. Tại vì 9 triệu trong đó chưa đọc. Có 4 triệu mà giờ mình tính cái 9 triệu là tiền. Là thêm 5 triệu nữa đó. Rồi thêm 5 triệu rồi. Thì 3 tiếng vô đó. Lâu có 5 triệu. Rồi nó không quay đi đồng hả? Rồi như thành công tốt đẹp hết cả nhà. Thì kính thưa quý vị, đoàn từ thiện hoặc giáo hảo đi đâu thì phải công khai minh bạch cho rõ ràng nha quý vị. Xin đa tạ công đức. Cảm ơn. Alo. Xin đa tạ công đức, cảm ơn Mạnh Thường Quân ơi. Mà ở Châu Phú đi theo tài trợ và đổ bánh xèo và
cho mấy người khuyết tật với lại đội bánh xèo nữa. Đội bánh xèo. Ai tài trợ nữa? Rồi. À, tôi là trưởng hội từ thiện Tân An. Để cảm ơn tất cả anh chị em ở huyện Châu Phú bên Phật giáo Hòa Hảo đã hết lòng hết tâm về hội từ thiện Tân An để lên đây ủng hộ cho các người mù. Xin cảm ơn các mạnh thường quân ở dưới An Giang. Với đội bánh xèo, với đội bánh xèo của chú Sơn Nhã và của cô Ba ở An Giang đem lên đây ủng hộ đổ mừng mừng ba bánh xèo. Vậy ai tài trợ đó luôn con? Dạ. Hả? Ở đây thì cũng ủng hộ nhiều ít nha. Và bên cô Hai Phi ủng hộ và bên cô Hai Thí thì ủng hộ. Dạ. Các bạn bánh xèo. Anh ba bưng với chú Sơn Nhã. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn các nhà mạnh thường quân nha. Giờ có từ hành quân mấy thầy là thành công tốt đẹp cái buổi đi phát quà hôm nay quý vị. Không có quý vị mà nhà mạnh quân thì chúng tôi không có thành một cái đoàn để mà đến đây phát cho người tàn tật nha quý vị. Thì hôm nay là chị Ba Thí với cô Ba ở thành phố hợp tác nhau trở về ở thành phố Hồ Chí Minh ở chợ Tân Hương phát cho bữa nay mình 500 phần quà 600 cô 450 cho người khuyết tật nha quý vị, hội người mù, hội người khuyết tật. Thì dưới có cộng lại cộng sự lại là đổ bánh xèo. Đoàn của chú Sơn Nhãn Linh đến đây đổ bánh xèo với quý vị. Đó, thì làm gì thì phải công bố cho minh bạch rõ ràng với quý vị. Chưa rồi. Nãy. Ủa sao nãy không công bố chị Ba Lành gì gạo gì gì chứ hả? 6 triệu đó. Gì hả? Tao không nghe. Ba chưa thấy, không biết mà có bà nhà đổ bánh xèo không? Để điện ngoài coi. Ở ngoài đó có người đếm nó dễ. Sáng giờ mới chừng trăm khoảng gì chưa được đến 12 rồi nước sôi nha. Vậy là cho người ta ngoài chứ đâu dắt vô hả? À, xe lăn nữa hả? Quá xe lăn luôn. Hồi nãy là đội xe lăn đó 25, giờ tới đội này 36 người xe lăn nữa hả cả nhà? Đội trợ giúp yếu rồi, cho đội trợ giúp đi. Tới đội này là xe lăn 36 nữa hay cái gì? Hồi nãy là 24 rồi là 36 cái gì? Cô chú bán vé số.
người thiếu giá quá trời. Anh đang chặt nhà ta để làm một ngày không phải, nó làm một ngày giá giá luôn. Mình thiếu tiền không lãnh được mà thiếu giá lãnh hết. Cái đó đây tặng người biết tặng cái gì bố sao cưng ở đây là sao hả à? Không nhớ mà tại chồng em mù á ờ à, đi lãnh giùm đó chồng em mù á cứu trợ quay gì chưa quay hai tao đi nè thấy không cứu trợ quay tao quay dãy đầy trên mạng lên tàn hình nó dãy đầy luôn các ơi cô cần nha. Kêu Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Phật mấy chị ơi. Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quát hưởng công niệm Phật rất yên lành quý vị ơi. Nam Mô Đà Phật. Lạc không đang ngồi kiếp. Đứng đây mệt quá có thể vô đây thưởng máy miễn phí. Cái gì vậy? Thưởng máy miễn phí là gì ta? À. Ý là mình đứng đây mà mỏi chân quá vô thưởng máy miễn phí. Mỏi vậy đó. Tiền cho giàu. Một phần. Đây đây rồi tới luôn rồi mì gạo rồi tới luôn. Lên tiếp lên tiếp. Từ 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 đừng có vội quá. Ơi anh cho tiền lại tôi nha. Lại rồi hả? Bán rồi. Đừng có la. Rồi từ đi. Mình dòm cái đi cho đủ ta đi luôn. Rồi còn bánh xèo tới luôn, bánh xèo. Rồi luôn. Câu miễn xếp câu
cô chú mình bán vé số à. Ở nước Mỹ thì nghe cô chú ở ngoài chia sẻ là vô gia cư rất nhiều, còn ở Việt Nam ít có người vô gia cư, số hiếm thôi, bằng ngàn mà chỉ có bằng một thôi, bởi vì nơi đây là người tàn tật vẫn bán vé số thôi quý vị. Ở ngoài kia thì không biết sao mà nghe mấy chia sẻ là thật sự cái người tàn tật ở Việt Nam người ta cũng phải tạo điều kiện đi sinh sống, có nghĩa là đây cô chú có người cho xe rồi có người cho tiền, tạo điều kiện bán vé số để mà kiếm sống đó. Nãy giờ Dư Lê Trang chia sẻ cho quý vị xem là xe lăn mà đều bán vé số hết trơn hay cả nhà. Từ cái chỗ đó mà cái người Việt Nam chúng ta là ít có bị vô gia cư, bởi vì kiếm sống được rồi với nhờ cái tình thương của đồng bào và nhân loại, nhất là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và đạo Phật nói chung, thì bà con ai cũng là tích lũy lao động để mà có được đồng tiền để nhín nhúc một chút nào đó đi góp phần để có một phần quà nho nhỏ trở về cho những người kém may phước hơn chúng ta, để có một phần nho nhỏ để giúp trang trải cuộc sống một chút nào đó hay cả nhà. Này, đó là người ta vẫn tàn tật, người mù và người tàn tật đều đi bán vé số hết hay cả nhà. Đó là một cái sự sinh sống được. Còn tại sao mà nước ngoài bây giờ, nhất là nước Mỹ, nước tự do tinh tiến nhất, lại người quá vô gia cư? Thì ở đây có nhà tình thương, tình nghĩa đều cũng có, đất nước Việt Nam thì có là như vậy nha cả nhà. Được, là cho nên là người khuyết tật họ vẫn còn bán vé số để mà sinh sống. Mạnh Thường Quân thì giúp một phần là nho nhỏ nhờ cái sinh vật cuộc sống của họ để có trăn trở, thì họ có cần phải tạo điều kiện để có cuộc sống. Từ lẽ đó những khách nước ngoài, là có một ông Tây ông chia sẻ thật sự là ông nói người Việt Nam chúng ta, người Việt Nam ít vô vô cư, bởi vì thấy người Việt Nam người tàn tật vẫn bán vé số cho cả nhà. Thì Lê Trang quay chứng thực cho cả nhà xem đây, mấy chú mấy bác mấy cô mấy chú đều là bán vé số hết nha cả nhà. Dù sao thì một ngày kiếm 100, 200 cũng có tiền xây sở trong cuộc sống gia đình nè quý vị. Hỏi cô đó nhóm nào? Hỏi cô nhóm nào mới được? Chị ơi nhóm nào? Nhóm mới được. Chị ơi nhóm nào? Chị ơi nhóm nào? Chị không có nhóm hả? Có bánh mì chưa? Nhóm ai? Quách Duy Nhất gì đó, Phan đi lại cô ba hỏi nhóm nào nè chú. Cô nhóm, cô nó Quách Duy Nhất gì đó. Bánh mì chưa? Ai ở đây biết à, hỏi ở đây nhóm nào nè. Quách Duy Nhất gì đó. Đúng rồi, cô cứ hỏi nhóm này nhóm nào ạ? Nhóm Quách Duy Nhất có không? Hả? Chị nói nhóm tên gì nè, nó đang nghe có không? Quách Duy Nhất gì đó. Chị tới đi chị. Chị qua đi trưởng nhóm mới được. Chị lại trưởng nhóm. Rồi cô chú nào có cho tiền cho đi. Chú nào có cho tiền cho. Dạ. Chị phải vô đội trưởng. Vô đội trưởng mới được. Quách Duy Nhất nào có này. Không. Đây là một nhóm đây. Người ta lẻ ở xóm thì về ra cho khoảng ngồi trong cái tuổi biết không? Bởi mình kiểm soát không được. Cô đó cổ không có nhóm mà cô nói nhóm tên nhân nhất giúp gì đâu hiểu không? Mình đi qua bánh xèo thôi. Loan ai lấy giùm anh bịch 10 cái đi. À 10 hộp. Chạy qua nói ăn rượu á. Lấy 10 hộp hả? 10 hộp. Ủa chưa giải quyết hết vụ này à? Chưa. Kêu đi cho qua gọi đăng tấp khác. Hello, chạy xe đó.
này giải quyết sao chưa? Ở dưới ở trần, đây không có trần, trời trần Thanh Liên không có trần Dân Quý có chưa? Rồi, rồi, này á. Rồi. Rồi. Dạ. Rồi 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 ai nữa? Rồi gì nữa? Phạm Thành với Phạm Hoàng Yến. Yến rồi, Phạm Hoàng Yến rồi, bà bốn người đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi cho hai người này nhắn luôn. Không phải chi gì đã. Để dẫn con đi coi chừng xe nó quẹt. Dẫn cháu luôn. Dẫn cháu sẽ cho dẫn cháu đi. Trời ơi, cái này. Dắt đây rồi đỡ quẹt. Hai bà kia đi trong. Đây nè, nè, cho đây bốn phần nè. Ơi, xong đưa chúng ta đi đi. Là dưới, là dưới, là dưới. Lấy hai bằng em vô thôi, còn bốn phần này đưa cho bên hai bên kia. Đúng rồi, đó, đó, hai phần. Hai phần mà có trong này hai phần. Đây, để đây, để đây, để xem em thành, để dừng đứng lên. Bà giá này chậm rồi, bà tới luôn. Mình làm gì nữa. Bà là đủ, nhóm hết rồi. Dạ. Hả? Bốn phần đó. Một phần. Đó, đó, hai phần đó. Chú là một phần, tôi tư là ba phần rồi đó. Ông giùm cho người ta mà hai phần. Một phần đây nè, ai để đây nè, bốn phần đi ra cho ta. Đúng rồi, phần đây nè, ai để mày à? Rồi, rồi, rồi. Không, không, để đó. Cắn rồi, cái thùng đó chuột cắn rồi, lấy thùng kia. Rồi, lấy thùng đó đi. Đây. Anh hết đâu, có được bánh xèo, bốn phần. Bốn phần bánh xèo là cho trên xe. Lấy bốn phần luôn, lấy bốn phần luôn đi. Lấy bốn phần đi. Đổ bánh xèo da luôn mẹ rồi. Bánh xèo 500 miếng rồi. Xe là kia thiếu 3 phần rồi. Cái nào? 3 phần là 2 phần để ngoài đó kìa. 3 cái quần áo đấy, 3 cái quần áo thôi. 3 cái quần áo không à? Đúng không được. Kêu nó lại đi chú. Ở đâu có hút gạo không? Còn gì nữa? Ở nhà Phương ơi. Đây nè, kìa. Lên tiếng đi chú. Không.
Đây là khu chợ Tân Hương hay cả nhà. Chuẩn bị á chị bà, chuẩn bị chưa? Đây bà hai không? Bà về ngủ với lại chưa? Bà hai qua đồng qua mấy lắc qua hai bà đi mấy bà hai qua đi lên đặt bài đó. Chuẩn bị phát quà. Vô cái bà dùng tên phải. Ai cũng cho. Ai cũng cho không phải cần gì. Bây giờ là chuẩn bị phát quà hay gì, bắt đầu có lại lai gai nha. Đây là trang đại chỗ phát quà cả nhà. À, đây là chợ Tân Hương nha quý vị. Tân Quý, Tân Phú nha quý vị. Chợ Tân Hương. Tăng cường đội chuyển tiếp đi. Chưa đẩy cái kia tới hai mấy người luôn đó. Quay quay lại mình dịnh cái hả? Từ đứng rồi dịnh cái. Niệm Phật lớn lên. Còn em bắt tiền mà không có ghế nha, hai người ở nhà, mấy người ở nhà. Ở đây chợ Tân Hương nói gì? Đi chậm chậm đi, chậm chậm đi. Cái cô này phải nói mình cho ngồi ngoài. Ngồi cho bánh mì nữa hả? Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật lên mấy cô chú ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này gạo chưa ra kịp ha. Cái này gạo chưa ra kịp ha. Bắt
em ra xa ra ngoài. Đoạn này chờ gạo nha, đoạn này chờ gạo chưa gạo ra đó. Đâu rồi? Cho nước cái đoạn nào đó chưa? Cái đoạn này gạo chưa ra. Đoạn này mưa mai mấy hơn nè. Đoạn này chờ gạo luôn ra chưa ra. Ra không kịp. Chờ gạo ra đi. Không có xe kìa, không có đội nào tiếp vô kìa. Không có xe vô chọc bao nhiêu trời đó. Chú này ở đâu? Nó nghe nè, Tân Phú là chú này ở đâu, đội nào mà lạc đây ngồi nè. Chú này ở Tân Phú gì nè? Đâu chưa có đâu. Tân Phú này chưa hả? Không. À, sao người ta bị lạc kìa, hỏi ở đây mình có biết không? Chưa, đợi Tân Phú không? Chú chờ đi, đợi Tân Phú chưa có lại. Tân Phú là ở đây phải không? Tân Phú là đây, dạ. Chưa có lại. Rồi chú ngồi đây, đi. Cho dắt chú cái đẳng luôn đi. Kìa, chờ xe giờ này mới tới kìa. Giải quyết luôn đó, mà chờ xe đẩy vô đẩy đồ ra. Có hai chiếc xe không đủ. Để vô nó vô giải quyết cho người. Rồi đợi ngủ mình đi, ăn uống rồi đủ mình rồi. Ai cho tiền hóa cho đi. Chưa đủ người. Này tới 70 người. Kìa nhóm cô Mai cũng muốn gần đủ luôn á gì đó. Vâng. Dạ dạ cô. Dạ dạ đủ rồi. Chưa đủ cô ơi. Bây giờ tháng thì có hết rồi, bắt đầu từ số 17 tới đi. Còn 16 người là lại bắt chiếc xe họ đang tới. Còn có là một xe khác là mất từ số 17 rồi con. Cũng là chị đi đó. Có người bán từ số 17. Đúng rồi. Còn con 16 dạ hình xe đi trong một xe. Sắp tới rồi con. Chưa đủ rồi, tối người nào cũng phát người đó đi. Thì đó có tên thợ nhận cô, có tên thợ nhận. Đếm nhiều người là được à? Đi ra cái đưa đường. Nhóm người ta với nhóm bên kia. Không chứng đoạn nhưng mà đủ cái mình đưa cái một à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe.